Dạ, Văn Thanh đang đi quay miếng đất của anh nông dân đây, anh đang cần bán, anh cần tiền. Thì tổng diện tích của miếng đất này là 1.820 mét hay gì đó. Thì nó có là 400 thổ cư, 300 đất vườn, còn lại là đất nông nghiệp. Tính là nó hơn công đất nông nghiệp. Thì một phần ở phía trước gò đất rất là cao. Còn phía sau thì đang là đất lúa. Đây thì phần trên này có thể là làm kho sản xuất rồi được. Phần sau thì mình bồi san lấp thêm. Cái lộ này thì xe tải nhẹ chừng 5-6 tấn vô thoải mái. Lộ đá xanh. Thì đây đi ra tới tỉnh lộ 835 chắc khoảng gần cây số. Cái mà quẹo tay phải với của tỉnh lộ 85 đi ra rồi đen chắc khoảng chừng 2 cây. Thì ai có nhu cầu cứ gọi cho Văn Thanh nha.